tôi lại chịu ạ. Hi guys. Hi everybody. Hello teacher. Hello teacher. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? Mọi người có nhìn thấy màn hình của cô không? Hi guys. Well done. Well done. Thank you guys. Hello teacher. Hi. Hello everybody. Hello teacher. Hi, great to see you. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, guys. Hello, Zhang. Nice to see you today. Hi, guys. Everybody. Everybody. Yes. Hello. Hello, Ngọc. Hello, Châu. Nice to see you, guys. Hello. Ah, okay. We're not gonna play game today. Okay. Wait. Hi guys. Yes. Hello everybody. I'm so sorry because of the internet. So we joined the class a little bit late, right? 5 minutes late. Bình thường thì khoảng 7:55 là tụi con có thể vào đúng không? Nhưng mà hôm nay thì đúng 8 giờ mình mới vào được. Okay. So I think we can start the class right now, right? So this is these are the rules, okay? These are the rules of the classroom. Thì ở đây cô thấy cũng có nhiều bạn chưa biết cách bấm raise hand. Các bạn để ý cho cô cái thanh màu đen ở trên màn hình của con á, cái thanh ở bên trên này, nó có cái chữ cuối cùng ở bên tay phải của mình, có cái cuối cùng là gì? Là more. À, cái chữ more thì tụi con bấm vào, nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có là reaction. Nó sẽ có cái dòng reaction đúng không? Reaction. À, thì sẽ có cái chữ raise hand, cái dòng chữ cuối cùng luôn, raise hand. Các bạn bấm vào đấy và giơ tay lên. Những bạn nào mà bấm vào cái nút đấy và giơ, và sau đấy thì mở camera thì thường cô sẽ gọi mọi người làm bài cho cô. À, nên các bạn nhớ là đừng quên bấm cái nút raise hand nếu mà tụi con muốn được kêu để làm bài nha. Okay. Well done guys, well done. And you guys remember this one, very important, okay? Đó, nếu bạn nào mà không tuân thủ theo the rule number 4, các bạn sẽ không được học nữa đó. Các bạn sẽ bị thầy kick ra khỏi lớp đó. Cho nên các bạn nhớ chú ý phần này cho cô nha. Okay, guys. So now, someone asked me about the game. Last time we played the game, right? Last time we played the game. But today we're not going to play the game. Today we're not going to play the game today. Hôm nay thì mình sẽ không có chơi trò chơi đấy, mà hôm nay mình sẽ tiếp tục hôm nay thì mình sẽ học một xíu bài mới. Mình sẽ học bài mới và tiếp tục chữa cái bài tập hôm trước mà mình làm đó, mọi người nhớ không? You remember the true and false? We're gonna continue that one today, and then we're gonna play the game on Saturday. Okay guys, on Saturday. And I'm so sorry to say that because of the game, that game only allowed 60 players. Cái trò chơi đấy thì chỉ cho phép 60 bạn chơi thôi. So remember, you have to be very fast, okay? On Saturday, you have to be very fast. Follow what I said in the chat box and then do it really fast, okay? Only 60 players can play the game. Okay, guys, remember, pay attention. Như vậy là thứ bảy này mình sẽ chơi và cô sẽ cho nhiều câu hỏi hơn, maybe 20 questions, okay? Để trò chơi của mình nó lâu hơn thì cô sẽ cho 20 câu. Ok, 20 câu dài hơn hôm trước. Hôm trước là mình chỉ test thử thôi, mình chơi thử thôi. Thành ra chỉ có 10 câu thôi. À, hôm sau thì mình cũng là cái chủ đề đang học nè. Mình vẫn làm tiếp cái chủ đề mình đang học. Ok. So I think we can start the game, right? We can start the lesson today. And remember, you gotta play game on Saturday, guys. Gonna play game on Saturday. Now, we're gonna continue this one. We already done from number 1 to number 6, right? Number 1 to number 6. Now we're gonna continue. I will invite one friend and that person gonna do 2 sentences for me. Okay, 2 sentences. Now let's invite someone who is raising their hands. Okay, let's invite. Cô mời An Duy, please, An Duy. Yes? Yeah, read number 7 and tell me true or false. And now Bella, please in. France. France. Do you know this country? Con có biết đây là nước gì không? France.
Do you know this country? Ah, well done. Yes, you are correct. This is France. Nước Pháp. Well done. Annabelle lives in France. So tell me, look at the reading again. True or false, Yui? True or false? True or false for this sentence? True. True. Yeah, well done. How can you know this one is true? Con có thể nói cho các bạn biết tại sao con biết đây là true không? Con thấy chỗ nào trong bài đọc mà con biết đây là true? Which paragraph? 1, 2, 3. Paragraph 1, 2, 3. Đoạn nào? One. This one. Paragraph 1. Annabelle. Which paragraph? Đoạn mấy? 1, 2, or 3. Câu con vừa đọc thì con phải tìm thông tin ở đoạn số mấy nè. 1, 2, 3. Which paragraph? Ở đoạn số 1. This one, đây là đoạn số 1 đúng không? Như vậy ở đoạn số 1 có thông tin gì mà cho con biết là Annabelle lives in France? Ở đoạn số 3 cô. So again, paragraph number in English please. Can you say in English? Paragraph what? Paragraph 1, 2, 3. 3. 3, yeah, well done. Okay, which sentence? Ở đâu con biết được là đoạn số 3? Ở đâu? Câu nào? Con đọc cho cô cái phần đấy lên, phần nào cho con biết được là Annabelle lives in France. Which part of the paragraph? Phần nào của đoạn văn cho con biết được? Annabelle. The last name is Dubois. Dubois. This one, right? Dubois, okay, France. Ở đây người ta có ghi cho mình đầu tiên là name và cái nơi mà họ sống. Thì mình chỉ cần đọc cái title ở đây là mình đã biết được rồi đúng không? So number 7 will be true. Yeah, exactly. What about number 8? Can you read number 8 for me? Can you read number 8? Yes. What is not healthy at all? Okay, con chú ý âm đuôi cho cô là what is not heavy at all. Ease. Ở đây là cô cần duy chú ý cái chữ ease đó. Không phải là y mà là ease. Ease. Again, duy. Đúng rồi. Ease. Nó có cái âm z. Chứ không phải là chữ y của mình. Word ease. Okay. Word is not heavy at all. Okay. True or false, duy? True or false? What is your answer? Các bạn nhớ là các bạn đã làm bài này rồi đúng không? Thì các bạn nhớ chú ý để mình sửa bài nha. Ok, you guys pay attention. Ở đây là mình sẽ có đáp án true. Như vậy câu này là con chọn true. Ok, so where can you know this one is true? Ở đoạn nào mà con biết đây là câu này là true? Which paragraph, Duy? Which paragraph? Bài này là Duy đã làm ở nhà chưa? Con đã làm bài này ở nhà chưa? Dạ rồi. Như vậy đáp án của con là true. Như vậy ở đoạn văn nào, câu nào cho con biết được? Số 2 đúng không? Ở đoạn văn nào, câu nào mà con biết đây là true? Which paragraph, Duy? Which paragraph? Đoạn nào thì sẽ nói về would? Which paragraph? Đây là Duy làm bài rồi này đúng không? Yeah, đúng rồi. Câu nào cho con biết là wood is not heavy at all. Wood is not heavy at all. Câu nào cho Duy biết? Duy đọc câu nào trong bài văn mà Duy biết là wood is not heavy at all. Which sentence of the paragraph? Then we chop the tree into smaller pieces of smaller. Không phải là smaller mà smaller. Pieces. Như vậy thì câu này cô thấy đâu có liên quan đến cái câu mà mình đọc đâu. Wood is not heavy at all. Cô nghĩ là phải là dùng một câu khác đó. Phải là một cái câu khác. Câu nào cho con biết được cái câu mình vừa nói là true? Which sentence? It's hard to carry what is heavy. Như vậy ở đây it's heavy. Người ta nói là it's heavy. Mà ở đây người ta lại ghi là gì? It's not heavy. Và đây là con chọn true, là con thấy con làm đúng hay là sai? Is it true? Are you sure true, Duy? Are you sure? Thì có chắc là true. No. So what is the answer, Duy? What is the answer? The answer false. Bởi vì sao, Duy? Con có thể giải thích lại cho cô nghe thử không? Sau khi con đọc lại cái câu đấy thì con thấy là tại sao mình phải chọn false. Why false?
Why false? Bởi vì người ta nói would thì như thế nào Duy? Would. Would thì như thế nào Duy? Củi. Ờ, củi thì nó heavy. À, nhưng mà ở đây người ta có nói là is not heavy không Duy? Người ta có dùng là is not không? Nếu mà is not là câu đấy true rồi. Người ta nói là it's heavy mà đúng không? Nó nặng. Người ta khẳng định là gì? It's hard to carry wood. Rất là khó để có thể gọi là con cầm, con đem những cái gỗ đấy đi á, những cái củi đấy đi đó. Bởi vì sao? Bởi vì it's heavy, nó nặng. Mà ở đây người ta lại nói là nó không nặng, not heavy. Như vậy câu này chắc chắn phải là false, không phải là true. Bởi vì người ta lại nói là không nặng. Ở trong bài rõ ràng nói là it's heavy, mà ở đây lại nói là not heavy. À, như vậy thì chắc chắn ở đây đáp án của mình phải là false nha Duy. Ok, con sửa lại đáp án của con nha. Ok, correct your answer. Ok Duy, well done. Now I want to invite okay, Zion, can you turn on your sound? Yes. Yeah, okay, thank you, Zion. Yes, you do number 9 and 10. Okay, Zion, number 9 and 10. We can use water for cooking and drinking. Yeah, true or false, Zhang? What is the answer? True. You say true? Yes. True. Now, you look in the reading. Tell me which paragraph. Tell your friend. Which paragraph? 1, 2, 3. Paragraph 2. 2. Okay, which line? Which line tell you that the sentence is true? Which line? Dòng thứ mấy? Which line? Can you read that sentence for everybody? We all use the water for drinking, cooking, and bathing. Ah, again, cooking and bathing. 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 Yeah, good job. This one is a noun. You say bathing. Very good. Well done. Đúng rồi, các bạn ơi. Giang nói đúng rồi đó. We all use the water for drinking, cooking, and bathing. Có thể là một số bạn sẽ thắc mắc là ở đây là người ta nêu ra là có thể dùng nước cho ba cái yêu cầu đúng không? Drinking nè, dùng để uống, dùng để nấu ăn hoặc là dùng trong việc tắm. À, nhưng mà ở đây người ta lại chỉ có nêu ra hai cái thôi, nhưng mà nó vẫn đúng. À, người ta chỉ nói là gì? Chúng ta có thể dùng nước cho việc nấu ăn nè và cho việc uống nước nè. Thì nó sẽ không hề sai, bởi vì đây là một câu đúng. Người ta có nêu ra, không cần phải nêu hết cả ba cái, chỉ cần có nêu một cái vẫn đúng. Bởi vì người ta đã có nêu ra trong bài của mình, có thể dùng cho cái việc đấy. Thì ở đây cũng vậy, có dùng được cho việc đấy là câu đấy đúng, chứ không cần phải là cả ba cái. Chừng nào người ta dùng cái từ này nè, we can only. Ví dụ trong bài của mình, người ta ghi là only. Only nghĩa là gì, Giang? Can you tell your friends? Only? Only. Only nghĩa là... Nghĩa là kiểu là... Only. Mình chỉ có thể dùng nước. À, chỉ có thể dùng nước cho hai cái mục đích này thôi. Mình chỉ có thể thôi. À, như vậy thì câu này nếu mà có chữ only, các đáp án của tụi con phải là false. Bởi vì sao? Nó kêu là chỉ có thể dùng nước cho việc nấu ăn và uống thôi. Nhưng mà rõ ràng thì không phải vậy. Rõ ràng là mình có thể dùng cho việc tắm nữa. À, cho nên là khi có cái chữ only này vào thì câu này mới là false. Còn không thì người ta nói là à, mình có thể dùng nước để uống và tắm. À, thì câu này nó là true. Ok? Well done, Zhang. Well done. You guys remember to correct your answers, ok? Now number 10, Zhang. Can you read number 10? Joseph and his dad go to the forest in the spring. True or false, Zhang? True or false? False. Okay. False. Now look at okay the reading. Why false? Which paragraph, Zhang? Which paragraph? Paragraph one. Paragraph one. Which line? Which line? Line number, dòng thứ mấy dạng con chỉ các bạn xem. Summer, my dad and I go to the forest and cut trees. Yeah, 1, 2, 3, 4. Line number 4, guys. Every summer, my dad and I go to the forest. Đúng rồi, như vậy ở đây không phải là spring. It has to be summer. Well done, Zhang. Thank you so much. So this one is false because of the word spring. This one is false because of the word spring. You have to say summer. You have to use the word summer to get the correct answer. Okay, good job. Now, one more friend to do number 11 and 12 for me. I want to invite Thuy, please, Thuy.
Okay, Thủy first. Okay, Thủy first. Number 11 and 12. Can you turn on your mic? Cô mở tiếng cho Thủy rồi đấy, con mở được chưa? Can you turn on your mic? You press the blue button, okay, Thủy? You press the blue button. Thủy ấn vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute nè. Cô mở lại cho Thủy nha. One more time. One more time. Can you turn on your mic, Thủy? Can you turn on your mic? If you cannot turn your mic, I have to invite one more friend, okay? Let's invite Han, please. Han, can you do number 11 and 12? Okay, yes. Now you read number 11, Han. Well, you read number 11. False. False. You read the sentence first. Con đọc cả câu cho các bạn cùng nghe nè. You read the sentence first. If we want... We put hot water. Put some. We put some in the pan. Okay, so true or false? You say false, right? False. Now let's see. If we want hot water, we put some in the pan. Now, true or false? Cliche, false. So why? Why? Which paragraph? Which paragraph, Han? 1, 2, 3. Đoạn số mấy nè, Han? Bằng chứng, evidence ở đoạn số mấy, Han? Which paragraph? 1, 2, or 3. Which one? Which one? Cái nào nè, Han? Đoạn số mấy? Đoạn nào thì sẽ nói về nước? Which one? Which paragraph? Which paragraph talks about water? Two. Yeah, paragraph two. Where? Where? Which sentence? Ở đoạn nào? Con biết là câu đấy nó false. Which sentence? Can you read out loud the sentence? You read out loud the sentence, okay? Bây giờ Hạnh đọc to lên cho cô cái câu đấy. Câu nào mà con thấy là nó sai? Yes, which sentence? Which sentence? Câu nào mà đọc vào mà không biết câu kia bị sai. When we want hot water, we put some Can you continue? We put some We put some in a pot. In a pot. And heat it on the stove. Yeah, on the stove. Yeah. So they say if we want hot water, we put some in a pot. In a pot. But in the sentence, they say we put some in the pan. Do you guys know the pan? Pot là cái nồi, còn pan. Pan là cái chảo. This different. It's different, okay, guys? They are different. So you have to say false because we have to the word. We can correct it into the word pot. Nếu mà ở đây là cái chữ pot thì câu này mới là true. Còn câu này nó là cái chữ pan, so it is false, okay? Now, where is Han? I cannot see Han anymore. Okay, let me invite Phúc Nguyên, please. Phúc Nguyên, you're gonna do 12 and 13, okay? 12 and 13. You read the sentence, okay. 12 first. Read the sentence. If? If? Can you read the sentence? Can you read? Sorry. If? Sorry, 12, right? Yeah. After? After going to bed, Annabelle has to wind the clock. Annabelle, ở đây không phải mình đọc, lắp đọc cái âm này là le đâu, mình sẽ đọc Annabelle. Okay, Annabelle has to wind
the clock. Good job. Wind the clock. True or false? Wing. True or false? It is false. Okay, so Wing said it's false. Wing said it's false. So now let's check. Okay, Wing, tell your friend which paragraph. Đây, số mấy? 1, 2, 3. It is 3. Yeah, paragraph 3. So which sentence? Which sentence? Câu nào cho con biết được đây là câu false? Which sentence? Every night before I go to bed, I have to wind our clock. Ah, đúng rồi. Good job. Very good. So she said that every night before I go to bed, before I go to bed. But in here they said after going to bed. Ah, so it is false. Well done, Wing. Ở đây là người ta bạn Annabelle nói là gì? À, trước khi đi ngủ, bạn phải lên dây cót cái đồng hồ trước khi đi ngủ. Mà ở đây lại nói là gì? Sau khi đi ngủ. Ah, so the answer is false. Good job. Now 13, Wing. Can you read number 13? Winding the clock is an important chore. Okay, winding the clock is an important chore. Now, which... It's the same paragraph, right? Paragraph 3, yeah. Which sentence? Can you read out loud the sentence? It is a not very interesting chore, but it is a very important one. À, ở đây con thấy là khi người ta viết tắt như vậy thì người ta sẽ muốn mình đọc theo kiểu viết tắt. Mình sẽ không cần phải tách ra là it is, mình phải đọc là it's. Again, it's not a very interesting chore. It's not a very interesting chore. But? A very important one. Yeah, a very important one. So you say, winding the clock is an important chore. True or false, Wing? True or false? It's true. True. Well done. Thank you, Wing, so much. Thank you. Now, one more friend. Let's invite. Cô ngồi ngân băng nè. Can you turn on your sound? Do you still have problem with your microphone? Can you turn on your sound? Can you guys hear me? Maybe there's a problem with the internet, so I cannot see all of the camera. I cannot see all of you guys here. Nguyen, can you hear me, Nguyen? Can you hear me? Nếu mà các bạn vẫn nghe cô thì các bạn đợi cô một chút nha, bởi vì đôi khi cái mạng của cô nó sẽ hơi bị lắc một xíu cho nên cô không nhìn thấy các bạn được. Cô không nhìn thấy các bạn. Wait me a little bit, okay? Wait a little bit. If you guys can hear me, please wait me a little bit, okay? Các bạn có nghe thấy cô thì các bạn đợi cô một xíu nha. Wait me a little bit. Hello. Okay, thank you for waiting me. Thank you so much for waiting me. The internet is not stable at all. Cô xin lỗi mọi người nha. Bây giờ cô mới nhìn thấy mọi người nè. Okay, bang. Now please do number 14 and 15. Okay, bang. Read number 14 first, bang. Number 14. The fires keep the family warm. Yeah. True or false, bang? True or false? True. True. Okay, let's see. Let's see in the reading. Okay, which paragraph, which paragraph? Con tìm thấy ở đoạn nào về cái bằng chứng cho cái câu đấy? Which paragraph? One. Okay, paragraph one. Which line? Can you read out loud the sentence?
Can you read out loud the sentence for me? Con có thể đọc to lên cho con cái câu nào mà con làm được không? Mà con nghe được không? Con thấy được là nó đúng ạ. The fire keeps us warm. Ah, okay. Well done. Good job. Well done. Yes, the fire keeps us warm. Well done, guys. Correct answer. Well done. Us ở đây chính là the family, right? Us ở đây sẽ là the family, right? Mm, so it's true. Okay. Và nếu mà giống trong bài thì mình sẽ có là gì? The fire. Ah, ở đây so it. Okay. The fire keeps the family warm. Us ở đây có nghĩa là bạn Joseph. Chàng Joseph and his family, right? Joseph and his family. Okay, good job. Well done. And number 15, can you read number 15? Can you read number 15? To wind the clock, Annabelle doesn't have to use special key. Okay, to use. Đúng rồi. À, các bạn ở đây là nhiều bạn hay đọc nhầm cái chữ này là us. No, this one is not us. Use, sử dụng cái gì đấy. Doesn't have to use again bang use. Good job. So true or false bang. True or false? False. Okay, false. Which paragraph bang? Do you remember which paragraph? Paragraph three. Okay, which sentence that you know it is false? Which sentence? Câu nào làm cho con biết được là cái câu hồi nãy nó false? Which sentence? We use the lamps at night to read books and do our homework. Are you sure? No. Are you sure? Again? No. To wind the clock, Annabelle doesn't have to use a special key. You say it is false. So where is the evidence? Như vậy là câu đấy con nói là false. Như vậy thì bằng chứng ở đâu? If it is, I don't think it's the last sentence, right? I don't think it's the last sentence. Câu nào con đọc vào thì con biết là cái câu bên kia nó bị sai. Câu nào mình đọc vào mình biết ngay. You have to use a special key to wind the clock. To wind the clock again. To wind the clock. Yes, well done. You have to. Bạn phải dùng. You have to use a special key. Bạn phải dùng. Well done, bạn. Good job. Thank you so much. Đúng rồi, mọi người ơi. You have to. Ở đây người ta lại nói là gì? Doesn't have to là không phải dùng. À, nhưng mà trong bài người ta nói như thế nào? Phải dùng. Như vậy ở đây là nó đối nghịch. Doesn't have to với lại have to. So it is false. Okay. Now we have 5 left, right? Try your best, guys. You have 2 more friends. Okay. Now I want a friend to do 16 and 17 for me. Let's invite who's raising their hands. I want to invite Ngọc Hà, please. Ngọc Hà. Yes. Okay, you're gonna do number 16 and 17, okay? You read number 16 first. Sarah's father carries the water pockets inside. Okay, one more time. Sarah's father carries the water bucket inside. Bucket carries again. Sarah's father carries the water pocket inside. Yeah, true or false, Had? Do you know the answer? True or false? True or false? Bài này, have you done the homework? Have you done the homework? Hà đã làm bài này chưa? Dạ, con bận học online quá, con chưa có kịp làm cô. If you don't know the answer, I will help you, okay? Okay, nếu mà Hà chưa làm thì bây giờ cô sẽ giúp Hà nè. Sarah's father carries the water bucket inside. Như vậy ở đây thì để mình biết được rằng đạt nào thì con thấy nó nói về water và nói về bạn Sarah. Như vậy thì mình sẽ có là đoạn về Sarah sẽ là đoạn nào Hà?
đoạn về Sarah sẽ là về đoạn nào? 1, 2, 3. Two. Yeah, two. Okay. Như vậy cái câu của người ta là gì? Sarah's father carries the water bucket inside. Bố của Sarah thì phải gọi là mang cái gì? Cái bucket. Do you know a bucket? Cái xô nước. Phải mang cái xô nước inside. À, như vậy thì đáp án của mình ở đây theo con là true hay là false? Ở đây, bây giờ cô sẽ chỉ luôn cho Hà để mình không mất nhiều thời gian. Con sẽ đọc cho cô từ cái câu này. Con đọc cho cô cái câu này nè. This sentence. Bây giờ Hà đọc cho cô câu này nè. The water goes into a bucket and I carry the bucket inside. À, so true or false? Như vậy mình nhìn lại cái câu này thì theo con là true hay là false? True or false? True. Are you sure? True. Are you sure? This one. I carry the bucket inside. Who is I? Who is I? No, false. False. So why false? Why false? Như vậy thì tại sao lại là false ha? Nếu mà con chọn false thì tại sao lại là false? False is the correct answer. Yes, false is the correct answer. Như vậy tại sao lại là false ha? Nó sai ở chỗ nào? Nó bị sai ở chỗ nào? Cái câu này nó bị sai ở chỗ nào? Sarah father. À, như vậy con phải sửa đây là cái gì? Ai là người mang nước vào trong nhà, cái xô nước vào trong nhà? Sarah. Đúng rồi, Sarah mới là người mang nước vào trong nhà chứ không phải là bố của Sarah, bởi vì cái chữ I ở đây là đang nói về bạn Sarah. Ok, well done. Now number 17, con đọc cho cô câu 17 nè và cô sẽ chỉ cho Hà làm nè. The clock will stop working. If Annabella does not well it every day. Again, if Annabelle does not wind it every day. Mình có thể nói âm lại. Wind it every day. Again. If Annabelle does not well wind it every day. Okay, cái đồng hồ the clock sẽ không gì sẽ ngừng hoạt động nếu mà if Annabelle không có wind thì cô có nói đâu wind cái đồng hồ có nghĩa là con làm gì con lên dây cót cho nó every day. À, nếu mà không lên dây cót every day. Như vậy thì ở đây con thấy nói về Annabelle như vậy sẽ là đoạn số mấy ha? Which paragraph? Đoạn nào nói về Annabelle? Which paragraph? Three, đúng rồi. Như vậy thì cái câu người ta nói là gì? Cái đồng hồ sẽ dừng hoạt động. Cái đồng hồ sẽ dừng hoạt động nếu mà Annabelle không lên dây cót mỗi ngày. À, như vậy con đọc câu nào thì con sẽ biết được đáp án nè. Ở đây có câu nào mà con thấy là con nhìn vào con biết ngay được cái đáp án của mình? Which sentence? If you don't well the clock, wind the clock every day, it stop working. Chính xác, yeah, good job. Như vậy đáp án của mình sẽ là gì vậy ha? What is the answer? True or false? Như vậy câu này của mình là true hay là false ha? True or false? True. True, well done, good job, true. Yes, good job. Bởi vì sao người ta nói nè, à, nếu mà bạn không lên dây cót cho cái đồng hồ mỗi ngày thì nó sẽ dừng hoạt động. Thì ở đây người ta đổi lại một xíu. Nó sẽ dừng hoạt động nếu mà Annabelle không lên dây cót cho nó mỗi ngày. Đúng rồi Hà, well done, good job, well done. Now one friend will do all three sentences. Okay, one friend will do all three sentences from me. I want to invite Nam Bình, please. Nam Bình, can you do number 18 to 20? Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Các bạn nhớ là các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này, nó sẽ hiện cái thông báo của mình trên màn hình. Con chỉ cần ấn vào cái chữ unmute màu xanh nước biển là được rồi. You just need to press this button, okay? Just need to press this one. Very simple, guys. Very simple. Press the blue button. Okay, yeah, thank you. So now you're gonna do number 18, please. You read number 18. Joseph used the wood to make fire so that he
can cook food. True or false, Ben? True or false? Have you done this one? Mình đã làm bài này chưa? Have you done this one? Dạ rồi. Okay, so what is your answer? Như vậy con làm câu này, đáp án của con là gì? What is the answer for this one, for number 18? Nếu mà con làm rồi thì con chỉ cần nói cho cô cái đáp án của con là được. Okay, just need to tell me the answer. Sau đấy thì nếu mà nó sai hay đúng gì thì mình sẽ sửa sau. Okay, what is the answer, Ben? What is the answer? Can you tell me the answer? Ben bị tắt tiếng nữa rồi hả? Can you turn on your sound now? Yeah. So true or false, Ben? True or false? False. Okay, so it is false. Ben said it's false. So now let's see. Joseph uses the wood to make fire so that he can cook food. Joseph dùng cái gì? Dùng củi để mà có thể tạo ra lửa. À, để làm gì? Có thể cook food. Okay, so which paragraph, Ben? Con đọc đoạn nào thì con sẽ biết được đáp án nè. Which paragraph? 1, 2, 3. Paragraph 1, 2, or 3. Joseph. Nói về Joseph thì sẽ là đoạn số mấy, Ben? 1, 2, 3. Dạ thưa cô, đoạn số 1. Okay, you say in English, okay? Can you say in English? Paragraph number 1, 2, 3. Các bạn cố gắng trả lời cô bằng tiếng Anh nha. Okay, you try to answer in English. Number 1, okay, Ben, number 1. Now, which sentence? Câu nào, đoạn nào con biết được? Dòng nào con biết được cái câu hồi nãy con nói là nó là false. Tại sao con biết là câu này false? How can you know this one is false? Joseph uses the wood to make fire so that he can cook food. Con đọc ở đâu mà con biết được cái câu này là false? How can you know this one is false? This is the number one. Which sentence? Nhưng mà câu nào, Bình? Đoạn 1, nhưng mà câu nào? Câu nào con nhìn vào con biết được? Con đọc câu nào mà con biết cái câu trong cái bài của mình là nó sai? Câu nào thì làm cho cái câu đấy nó sai? Which sentence? Mình đọc phần nào? Which sentence? Các bạn nhớ là khi làm bài true false, các bạn phải biết được cái chỗ mình đọc lên, tại sao nó đúng, tại sao nó sai. Okay guys. So where, Bình, I will show you, okay? Như vậy để cô giúp Bình nha. In this one, right here. Đây, đây là đoạn mà người ta nói bắt đầu từ cái đoạn dòng thứ hai này đâu. Bình đọc cho cô nghe thử nè. Can you read the two sentences? Và ở đây thì không phải là một câu mà mình phải đọc hai câu thì mình mới trả lời được cái câu hỏi hồi nãy. Bình đọc cho cô nghe nè. We use the wood to make a fire. The fire keeps, oops. Use farm. Keeps us warm. Giữ ấm, giữ cho chúng tôi ấm. Again, keeps. Keep us warm. Mm-hmm. And? And we also. Also. Use, we also. Also use. Into. You cook it, our use food. It. Okay, cook our food. Đúng rồi. Như vậy thì con đọc câu này xong thì con có thấy là đáp án của mình là đúng không? Are you sure it's false? Ở đây bạn nói là gì? No. Chúng tôi dùng củi để mà tạo ra lửa, tạo ra ngọn lửa. Lửa thì sẽ làm gì? Lửa thì keeps us warm and we can also use it. Và chúng tôi thậm chí còn có thể dùng lửa để cook our food. Như vậy ở đây cái câu này là người ta gộp, thay vì tách làm hai câu, người ta gộp lại thành một câu là gì? Joseph dùng củi để tạo ra lửa, để từ đó anh ấy có thể cook food. So this one is true, not false. Okay, Ben, remember, true. So you have to find the evidence. Okay, you have to find the evidence. Okay, I want to invite one more friend, okay? I want to invite one more friend. Let's invite Lynn. Lynn with one word, Lynn only. Mm-hmm. Hello, yeah. Lynn. Can you read number 19? Can you read number 19? Okay. Mm-hmm. Okay.
is so 19, Lynn, not 20, 19. 19. Annabelle is the uses the lamps in the afternoon. In the afternoon, with you, in the afternoon to do homework. So what is the answer, Lynn? Do you know the answer? Have you done this homework? Annabelle, I don't know. You don't know the answer? Have you done the homework? Lynn đã làm cái bài tập về nhà này chưa? Have you done this one? No. Okay, you haven't done this one? Okay, như vậy thì bây giờ Lynn sẽ đợi các bạn nha. Để tiết kiệm thời gian thì cô sẽ mời một bạn nào đã làm bài rồi và Lynn sẽ check thử nha. Về Lynn nhớ làm lại thử cái bài này nha. Okay. Let's invite one more friend. Cô mời Trang, please, Trang. Okay, my Trang, can you read number 19 and tell me what is the answer? Annabelle used the lamp in the afternoon to do homework. Again, Jack, in the afternoon to do homework. So true or false, Jack? True or false? False. False. So, okay. Why false, Jack? Why false? Which paragraph? 1, 2, 3. Con đọc ở đoạn nào mà con biết three. Okay, 3. Which sentence? Can you read out loud the sentence? Con có thể đọc to lên cái câu mà con vừa nói là con biết được không? Cái câu mà làm cho con biết được đáp án đó. Which sentence? We use the lamp at night to read books and do our homework. Well done. So they said that we use the lamp at night, not in the afternoon, right? At night. So it is tall. Well done. And the last one, 20, day number 20. You read number 20 for me, okay? It's so easy to carry wood. Yeah, true or false? True or false? False. False, okay. Where can you see? Where can you see the evidence? Bằng chứng ở đoạn số mấy, Trang? Con có thể nói các bạn nghe nè. 1, 2, 3. One. Which sentence? It's hard to carry wood. It's heavy. Well done. Yeah. Ở đây người ta nói it's so easy. Rất là dễ để mà có thể gọi là bưng được cái gỗ đó. Nhưng mà ở đây thì người ta nói là hard. Nó opposite nghĩa. Nó đối nghĩa, nó trái nghĩa nhau đúng không? It's hard chứ không có easy. Đúng rồi. Rất là khó chứ không phải là easy. Well done. Well done. Good job. Well done guys, như vậy là cái bài này thực ra nó cũng không quá khó đâu, nó chỉ khó hơn cái bài True False mà mình đã từng làm những cái lần trước á, khó hơn một xíu thôi và nó dài hơn một xíu. Và ở đây thì tụi con thấy là nó sẽ không có thấp sắp xếp thứ tự đúng không? Cho nên là khi mà mình làm những cái đoạn như thế này thì con có thể làm gì? Đầu tiên là tụi con thấy ở đây nó đều có cái hint cho mình, đầu tiên là gì? Tên mỗi đoạn nói về một người nào đấy thì mình sẽ nhớ. Ví dụ mình đọc câu này, ở đây người ta nói về Joseph thì mình sẽ biết ngay bây giờ mình phải tìm trong đoạn đầu tiên. Và ngoài ra mình cần nhớ nội dung chính. Ok, nội dung chính của mỗi đoạn. Ví dụ con thấy ở đây là chủ yếu là nói về lửa, về củi nè. Đấy thì mình nhớ trong đầu. Cái nào nói về lửa, về củi là ở đoạn này. Cái nào mà nói về nước thì nói ở đoạn này. Cái nào mà về cái việc là gì? Cái đèn với lại cái đồng hồ nè. Thì nói về ở đoạn này. Thì khi con nhớ như vậy, con nhìn, con đọc cái câu ở bên đây xong, con quay lại, con tìm đáp án rất là nhanh. Mình quay lại, mình tìm đáp án rất là nhanh. Nên đấy là những cái việc mà tụi con có thể làm khi mà làm cái dạng true false. Okay, guys, well done. So today we're gonna continue our lesson. We're gonna continue our lesson today. So for the task two, you will have to listen to this one, and then you're gonna complete the sentences using always, usually, sometimes, and never. Đây là những cái adverbs of frequency, những cái trạng từ chỉ tần suất. Ví dụ như là mình luôn luôn, mình đôi khi, mình không bao giờ, chẳng hạn những cái từ đấy. And these are the four simple ones, right? Đây là những cái cơ bản nhất mà. Always, usually, sometimes, and never. Ngoài ra sẽ có những cái khác miêu tả cái mức độ nó khác nữa. Okay? Now you listen to the first one. Listen to the first table. Unit 3, page 27. Activity 3. Listen and say. 1. I always make my bed.
2. I usually make my bed. 3. I sometimes make my bed. 4. I never make my bed. Okay, very simple, right? Guys, so you can see this is the timetable from Monday to Sunday, right? So I always make my bed. So you can see that the cross is in every day. It's on every day, right? Như vậy các con thấy là khi mà mình always có nghĩa là 100%, you're gonna do it 100%. Mình sẽ làm cái đấy coi như là mỗi ngày đó. Coi như là luôn luôn, con luôn làm cái đấy, con luôn có thói quen làm cái đấy. Giống như là cái việc mình uống nước hay là gì, mình phải uống nước mỗi ngày, đúng không? I always drink water. Chẳng hạn như I always drink water in the morning. Sáng nào mình cũng uống nước hết, luôn luôn uống nước. So you gotta use the word always. Cái tần suất của nó là có thể nói là 100% đó, là mỗi ngày, lúc nào mình cũng làm hết. Okay. Còn khi mà nói với cái chữ usually, ở đây các con sẽ không có đọc là usually, không phải là S đâu, mà là usually. Cái âm J của mình á. Usually. I usually make my bed. Có nghĩa là thường xuyên, không phải là lúc nào. Có thể là đôi khi tụi con sẽ không làm, đôi khi sẽ không làm. Nhưng mà đa phần là các con đều làm. Có thể là cái always là 100%, thì cái usually của mình sẽ là tầm 80-90%. Có nghĩa là một tuần, ví dụ như there are 7 days in a week, right? So maybe you can make your bed maybe on Monday, Wednesday, Friday until Sunday, except Tuesday and Thursday. Trừ 2 ngày ra, thì các con thấy là 5 ngày trên 7 ngày thì cũng là gần 100% rồi đó, tầm khoảng 70-90% chẳng hạn. Usually, okay, thường xuyên làm. Cái kia là luôn luôn luôn, là lúc nào con cũng làm hết, còn cái này là thường xuyên thôi. Cái thói quen của mình là thường xuyên thôi. What about sometimes? Sometimes thì nó sẽ là đôi khi. Đôi khi mình mới làm cái đấy thôi. Mình vẫn có làm nhưng mà chỉ lâu lâu, đôi khi mình mới làm thôi. Có thể là một lần, có thể là hai lần một tuần. Hai ba lần một tuần gì đấy thì là đôi khi thôi. Không phải ngày nào mình cũng làm, hay là mình làm từ 5 tới 7, 5 ngày trên 7 ngày, mà chỉ là một hai lần, hai ba lần gì đó thôi. So you have the word sometimes. And you guys remember this word, it has S at the end of the word. Okay, có nhiều bạn sẽ quên mất là cái chữ S này. Cái S này là nó bao gồm trong cái từ của mình luôn. Là khi mà con muốn dùng cái chữ sometimes này là nó bắt buộc phải có S. Sometimes này là adverb of frequency. Thì tụi con sẽ dùng cái chữ sometimes có S cho cô. Nhiều bạn hay bị quên đúng không? Always cũng vậy. Mình sẽ không có cái chữ always mà không có S đâu. Mọi người nhớ là lúc nào nó cũng có S hết cho cô. Nó là một cái từ. Cái đấy là cái chữ cái thuộc cái từ của nó đó. Always với lại sometimes. Okay? And the last one, you guys know this one, right? Never. I never make my bed. Có nghĩa là bạn này là không bao giờ. Bạn này là không bao giờ là dọn giường á, sắp xếp lại mền gói, ngủ dậy là để đó. Không bao giờ sắp xếp lại mền gói luôn. Không có cái thói quen đấy. Bạn không có thói quen sắp xếp mền gói. Thì bạn sẽ nói là I never. Chưa bao giờ làm, chưa từng làm bao giờ hết. Ở đây các con thấy là trống hết này đúng không? Là bạn chưa làm bao giờ hết luôn. Như vậy đây là bốn cái cơ bản nhất mà mình thường dùng. Always, usually, sometimes, never. There are some other words like rarely, often. Thường cũng thường xuyên làm. Đấy, cái mức độ nó chênh nhau một chút. Nhưng mà đây là cái bốn cái mức độ này nó khác biệt nhiều nhất. Always là lúc nào cũng làm. Usually là thường xuyên làm. Nhưng mà đôi khi có thể sẽ không làm. Sometimes thì ngược lại, đôi khi làm thôi, chỉ có đôi khi mới làm. Còn never là không bao giờ làm luôn. Mình chưa làm bao giờ hết luôn. Okay, so now you guys are gonna look at this timetable. Look at this timetable. Look at the check right here. And then use the correct word. Okay, for example, always or usually or sometimes or never. So one friend will do all four sentences for me. Okay, một bạn sẽ làm cho cô cả bốn cái. One friend will do all four sentences. I will invite, let's see, who should I invite? Okay, I invite Koi, please. Koi. Which word do you choose for number one? Which word do you choose? I. He.
Can you read the whole sentence? Con đọc cho cô cả câu luôn nha. He always watches it. Are you sure always? Lúc nào cũng, lúc nào, always. Look at number one. There isn't any tick in here. Không có một dấu tick nào hết. Tick có nghĩa là bạn có, cái ngày đấy bạn có làm. Nhưng mà con thấy dấu tick có nghĩa là gì? Cái ngày đấy, cái thứ đấy bạn có làm. Never what? Again, he never washes the dishes. Đúng rồi, washes the dishes. Good job. He never. Well done. What about number two? What about number two, Hoi? She bạn dắt chó, cô bạn này là dắt chó đi dạo nè, là đa phần cả tuần đúng không, mà trừ thứ năm với chợ chủ nhật thôi. Như vậy theo con thì cái tần suất của nó là khoảng bao nhiêu? Which word can you use? It's Monday, Tuesday, Wednesday and Friday and Saturday. So which word? Always, usually, sometimes or never? Which word can you use? Which word? Mình sẽ so ra, so với những cái còn lại này. Con so với những câu còn lại thì con thấy cái tần suất ở này 5 ngày trên 7 ngày. Thì ở đây mình sẽ dùng từ gì? Ở đây mình có never rồi đúng không? Thì con chỉ còn lại có 3 cái thôi. Always, usually và sometimes. Hồi nãy là cô đã giải thích cho Khôi nghe từng cái rồi đó. Thì như vậy con sẽ dùng cái nào usually. Ở đây đây? Usually, can you read the whole sentence, please? She usually walks the dog. She usually walks the dog. Cô ấy thường hay dắt chó đi dạo. Đúng rồi, walks the dog. Well done. Number three, what about number three? They always feed the cat. They always feed the cat. Well done, because they do it every day. Lúc nào cũng cho mèo ăn, ngày nào cũng phải cho mèo ăn đúng không? Không thôi là mèo đói làm sao đúng không? Mắc công là mèo đói sao? Ngày nào cũng phải cho mèo ăn hết, đúng rồi. Yeah, so you have to say always. Good job. Number four, the last one. She. The last word. Từ cuối cùng mà mình cần phải điền là từ gì thôi? The last word you have. She sometimes makes her bed. Đôi khi cô ấy sẽ dọn ga, dọn giường của mình á. Dọn lại, sắp xếp lại nền gối á. Con thấy là một tuần chỉ làm khoảng 3 lần một tuần thôi, chứ không có nhiều. Đôi khi thôi, lâu lâu mới làm một lần. So you have the word sometimes. So you have, remember these four words, okay? Remember these four words, guys. Now, we're gonna talk about yourself, okay? You're gonna talk about yourself. So when you want to ask someone, for example, I want to know about, ví dụ cô hỏi một bạn nào đấy, cô muốn biết cái việc là bạn có khi nào bạn rửa chén, cái việc mà con rửa chén thì mình có cái cụm rửa chén nó sẽ là wash the dishes, đúng không mọi người? Mình có cái cụm là wash the dishes, là rửa chén. Như vậy thì cô muốn hỏi cái người mà cô đang nói chuyện nè, cô muốn hỏi là không biết là bạn rửa chén bao lâu, bao nhiêu lần một tuần, hay là bạn rửa chén như thế nào, bạn thường xuyên hay là bạn đôi khi rửa, hay là bạn chưa bao giờ rửa. Thì mình sẽ hỏi là how often do you, cộng với lại cái cụm động từ mà tụi con đang muốn hỏi tới là cái việc rửa chén đúng không? How often do you wash the dishes? Bạn rửa chén bao nhiêu như thế nào? Cái tần suất của bạn. How often do you wash the dishes? Okay, wash the dishes. Như vậy khi con trả lời thì con cũng sẽ sử dụng những cái adverbs of frequency. Mình dùng những cái adverbs of frequency để mình thể hiện là mình làm như thế nào, cái tần suất của mình là gì. Ví dụ như ngày nào con cũng phải phụ mẹ rửa chén thì con phải nói là gì? I always wash the dishes. Hoặc là để rõ hơn con có thể nói là I always wash the dishes in the afternoon, in the morning chẳng hạn. Mình nói rõ thêm là lúc nào cũng rửa, mà là lúc nào luôn, vào buổi chiều, buổi sáng, buổi tối gì đó.
hoặc là cái việc gì đấy con làm mà lúc nào cũng ngay cái giờ đấy con làm đó, thì con sẽ có cái thời gian cũng được luôn. So now I will invite two friends. You guys gonna ask each other. Các bạn sẽ hỏi cho cô và những cái từ, những cái cụm từ này các bạn có nhớ là hồi đấy mình chơi bingo không? Có phải là hồi đấy unit 1 tụi con đã học những cái cụm này rất là nhiều và mình còn chơi bingo có rất là nhiều cụm từ khác ngoài những cái cụm từ này đúng không? Như là rửa chén, lau nhà, quét nhà, cho mèo ăn, hay là đá banh, hay là chơi đàn, rồi trông em, hay là tưới cây chẳng hạn. Thì ở đây cô muốn các bạn là hỏi về những cái cụm từ mà không có trên cái slide của cô. Hỏi về những cái cụm từ mà không có trên cái slide của cô. Ok? Các bạn sẽ hỏi về những cái từ mà không có trên slide của cô nha. I'm gonna invite two friends, okay, to practice this one. I want to invite Vinh and Song An, please. Vinh and Song An, please. Okay, where's Vin? Where's Vin? Can you say something, Vin? Yes. Are you there? Okay, what about Song An? What about you? Yes. Okay, good job. Now, Vin gonna ask first. Mỗi bạn sẽ hỏi cho cô two questions. Sau đấy An hỏi ngược lại hai câu. Okay, Vin, you gonna ask An, okay? You gonna ask An. How often? Vin ask first. Vin, Vin gonna ask. An will answer. Okay, bạn Vin sẽ hỏi và bạn An trả lời. Vin, ask him. You ask An. Con có thể dùng cụm từ, mình đã học rất là nhiều cụm từ rồi đúng không? Thì con sẽ dùng bất kỳ cụm từ nào cũng được hết. Hỏi về một bất kỳ cái việc gì cũng được. Nhưng mà mình tránh dùng những cái cụm đã có sẵn ở đây, mình nghĩ ra một cái cụm khác cho cô. Okay. How often do you? How often do you cook rice? Louder. One more time. Louder, Vin. Louder. How often do you cook rice? Not often. 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 How often do you cook rice? Good job. Now, Anne, can you answer? Em bị tắt tiếng rồi, đúng không? Cô mở lại cho Anne nè. I usually, usually, again, I usually cook rice. Okay, remember, not you sure, mà là usual, not sure. Okay, good job. Well done. Vin, one more question, one more question. Do you often sweep floor? Again, how often? How often do you sweep floor? Sweep the floor, okay? Sweep the floor. And can you answer? How often do you sweep the floor? I sometimes sweep. I sometimes sweep the floor. Quét nhà, sweep the floor có nghĩa là con quét nhà đấy. Sweep the floor. Okay, now Anne gonna ask Vin two questions. Anne gonna ask Vin two questions, okay? How often do you feed the dog? Okay, Vin, can you answer? I usually feed the dog. Good job. I usually feed the dog. Now, Anne, one more question. One more question. How often? Often. Anne, remember, often, not often. 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 Mm-hmm. Sweeping house. Again, louder, louder. Again. How? How often? Often. Do you? Often. Do you sweep? House. Sweep the house. Ý của An là sweep the house đúng không? Yes. Ở đây thì sweep có nghĩa là quét, thì con nên dùng là quét nhà. Ở đây mình có thể dùng là sweep the floor. Okay, sweep the house. Giống như Vinh hồi nãy hỏi đó. Okay, Vinh, can you answer? I usually sweep the house. Okay, I usually sweep the house. Well done. Good job, guys. Good job. Thank you guys so much. Thank you, Vin and Anne. Well done, guys. Well done.
Okay, so right now it's 9 p.m., right? So I don't have a chance to invite one more group, but of course I will let you guys practice this one. Maybe two or three more groups on Saturday. And we're gonna play games, okay? And we're gonna play a game on Saturday. There will be about 20 questions, just like the game that we play on Monday. But there will be 20 questions instead of 10 questions. Hôm trước là mình chỉ test thôi, mình thử thôi, cho nên là mình có 10 câu. Còn qua thứ bảy này thì cô sẽ cho các con nhiều từ vựng. Thì để mà mình chơi trò chơi đấy thì mình sẽ tìm hiểu cho cô thêm. Giống như là hôm trước bài tập về nhà của tụi con đó, tìm về những cái chores nè. À, và cô sẽ kết hợp dùng thêm những cái adverb of frequency. Cô sẽ dùng thêm những cái này để cho mình tập luyện. Okay, so you're gonna play the game on Saturday. And then on Saturday, gonna invite some more couples. Okay, some more pairs to practice this one. Okay, guys, well done for today. Well done. Good job, guys. Thank you so much. Now I think we can stop here and then we're gonna see you guys again on Saturday. Okay, guys. Say goodbye to your friends, okay? Say goodbye to your friends and see you back on Saturday. I will send you the homework later. Cô sẽ gửi cái bài tập về nhà on Zalo. Cô sẽ gửi trên Zalo sau nha mọi người. Okay, bye-bye guys. See you all. Goodbye, teacher. See you guys on Saturday. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, everybody. See you guys goodbye, on Saturday. Teacher. Okay, bye, guys.